dây kim loại bằng đồng, bằng thép, inox. Dưới bàn tay khéo léo của kiến trúc sư Phạm Duy Ly, những tác phẩm độc đáo mang hình dáng côn trùng đã được ra đời. Với anh Duy Ly, những tác phẩm của anh được lấy cảm hứng từ ngay chính trong không gian của khu vườn mang đậm chất Việt Nam của mình. Tôi thường chọn những cái con vật mà có ngay trong nhà tôi thôi. Ví dụ như con chuồn chuồn, con kiến, con gián. Tất cả các loại côn trùng, kể cả bướm mà ở trong vườn mà tôi quan sát, tôi nhìn thấy trực tiếp bằng mắt. Thì những cái đấy tôi cảm thấy nó gần gũi và mình hãy bắt đầu từ những cái thứ gần gũi đối với mình thì nó dễ đem lại cái hứng thú hơn. Công việc chính của anh Duy Ly là thiết kế các công trình dân dụng. Những kiến thức về hình khối trong kiến trúc đã giúp anh định hình ý tưởng và sáng tạo nên những tác phẩm từ dây kim loại. Không chỉ đơn thuần là những con côn trùng đơn lẻ, anh Ly đã kết hợp với những đồ vật, không gian trong cuộc sống để tạo nên một cấu trúc sản phẩm có thể truyền tải những thông điệp và mang tính ứng dụng. Bản chất nó là những cái con vật nó có thật ngoài cuộc sống. Khi mình kết hợp vào thì mang tính chất mô phỏng mới để chuyển thể thành các cái bình gốm, các khúc cây, gỗ lũa, thậm chí cả cây tươi cũng được. Mình đính lên các cái tranh hoặc là các cái sản phẩm mỹ thuật, thậm chí là thời trang. Đem thế giới tự nhiên trở lại với thành phố, đó là một trong những lý do thôi thúc anh Ly tìm hiểu và theo đuổi bộ môn nghệ thuật này. Bên cạnh tư duy sáng tạo, tình cảm của bản thân dành cho tác phẩm, người làm đặc biệt cần phải có kiến thức về kết cấu của kiến trúc và kiến thức hội họa. Ví dụ như một con vật thì thường là nó có cái trục khung và xương. Thì là người lúc làm thì phải tưởng tượng ra được, nó dạng như động vật có xương sống. Thì cái trục thân chính, xong mình mới phát triển ra phần thân, phần chân, phần cánh. Thì những cái tư duy cấu trúc đấy thì cũng hoàn toàn là chúng ta phải nhìn nhận hoặc là tìm hiểu ngoài tự nhiên. Thì ngoài tự nhiên nó có sẵn như thế nào thì mình ứng dụng vào trong cái cấu trúc mà mình bắt đầu làm. Mỗi loại dây kim loại khác nhau, có một đặc tính khác nhau, sẽ được người nghệ sĩ xử lý và tạo hình khác nhau. Ví dụ những cái sợi dây nó nhỏ, dây đồng này, thì nó chỉ nó bé không phải mấy ly, không được một ly, thì mình chỉ đưa vào các cấu trúc đan để có xương cứng, nghĩa là có dây khung, dây thép và dây nóc cứng mình đan vào thì tạo cái lớp lưới nó nhẹ nhàng, nó giống như là cái cánh của con chuồn chuồn ấy, nó rất mỏng manh nhẹ nhàng. Ví dụ như trong con này thì tôi muốn giữ lại cho cái phần dây thép nó có thể hơi cũ, hơi rỉ đi một chút, nhưng nó sẽ làm nổi bật lên cái phần bên ngoài, nó là phần cấu trúc về tôi tạm gọi là lớp thịt ở bên ngoài, thì nó được bóng bẩy và nó bắt mắt hơn. Nó sẽ làm sự tương phản đối lập nhau giữa hàn rỉ và bóng bẩy. Thì bất cứ vật liệu nào cũng thế, khi nó chỉ đơn giản là cuộn dây thì nó rất vô cảm. Nhưng từ trước nay những cái gì mà qua bàn tay của con người, qua cái sự tưởng tượng, sự sáng tạo của cá nhân thì nó bao giờ cũng đẹp hơn chứ. Nhưng khi bạn tạo ra một cái sản phẩm cá nhân của bạn thì bạn cứ cống hiến hết mình cho nó. Có thể là bạn sẽ yêu nó đến cuối đời. Bạn sẽ yêu thích nó và vui thích nó. Thông qua nó, đó chính là cuộc sống của bạn.